hai Toàn Trần. Hello mọi người. Thì Phước Sửu và Toàn Trần đang đứng tại một khu dân cư khá đẹp, phong Toàn Trần. Dạ. Nghe đâu là thấy Toàn Trần đăng trên những cái TikTok của Toàn Trần rất là hot về cái khu dân cư này, và có những cái căn biệt thự nơi đây giá gì tầm khoảng là hơn 10 tỷ phong Toàn Trần. Dạ. Và điều đó có thật hay không? Dạ, chính xác anh, hiện tại mình đang đứng ở thực tế của khu nhà phố biệt thự ở Phú Mỹ Hưng do chủ tư Phú Mỹ Hưng phát triển. Đây Toàn giới thiệu mọi người đấy, cái căn này là căn nhà phố diện tích đây, diện tích 620, căn này thì giá rẻ nhất hiện tại, giá là bán lỗ luôn, chỉ có 10 tỷ 8 thôi. Đó. Nhà phố đây là xây một trệt 3 lầu thiết kế theo phong cách Pháp tân cổ điển á. Còn đây nếu mà mọi người muốn mua căn góc, căn góc này, căn góc hai mặt tiền này thì căn góc hai mặt tiền này chỉ có khoảng 14 tỷ thôi. Còn giá quá rẻ không Toàn Trần. Thì Phước Sửu hỏi sơ qua Toàn Trần một tí xíu về khu dân cư này á, thì tổng quy mô là bao nhiêu và có khoảng bao nhiêu căn tại khu dân cư này vậy Toàn? Dạ, đây là khu biệt thự nhà phố của Phú Mỹ Hưng phát triển, thì quy mô nó có hơn 4 hecta thôi. Tổng cộng là 149 căn, bao gồm nhà phố này, biệt thự song lập, đơn lập. Quá đẹp luôn, một cái cách thiết kế gọi là bán cổ điển phong theo phong cách châu Âu. Một cái gam màu gọi là rất là nổi bật, và đồng thời ở đây là hệ thống cây xanh và những cái tiện ích gần như là hoàn thành 100% rồi. Thì Toàn Trần cho Phước Sửu hỏi một tí xíu là ở nơi đây thì cư dân đã về ở chưa, và ở nơi đây thì có được bảo vệ không bao và được bảo vệ 24/24 hay không? Dạ, mọi người, cái khu này thì chủ tư Phú Mỹ Hưng thì mới bàn giao rồi, hiện tại có khoảng 20 cư dân về ở. Thì mọi người thấy đằng kia mấy căn song lập này, khách hàng là toàn đa phần ở trên Phú Mỹ Hưng quận 7, người ta về đây người ta ở. Nó cái song lập thì giá có khoảng 20 tỷ thôi, quá rẻ. Quá rẻ luôn Phong. Nếu mà thực sự sở hữu một cái bất động sản của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng là một chủ đầu tư rất là danh tiếng, mà trong khi cái mức giá nó rơi vào tầm khoảng hơn 10 tỷ đến 20 tỷ một cái căn biệt thự đơn độc luôn Phong Toàn Trần. Dạ. Quá đẹp. Và một cái tầm view thì mọi người cũng nhìn thấy là nhìn toàn cảnh về một cái bờ sông, dòng sông rất là lớn là sông Sài Gòn phải không? Dạ. Đây ba mặt của mình là cả ba mặt đều là sông Đồng Nai, và kết nối về sông Đồng Sài Gòn nữa. À, vậy là sông Đồng Nai không phải sông Sài Gòn. À, cảnh quan ở đây rất là đẹp luôn, có rất là nhiều loại cây từ tầng thấp đến tầng cao và tạo một cái không gian xanh mát. Và đặc biệt tại nơi đây á, là xây dựng nhà rất là kiên cố, và bên ngoài là hoàn thiện 100%, bên trong thô không Toàn. Dạ. Bên này nhà phố này là hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong để mọi người có thể tự do thiết kế theo phong cách của mình. Đúng rồi, quá tuyệt vời. Và cho Phước Sửu hỏi một tí xíu, và ở đây thì pháp lý như thế nào rồi Toàn Trần? Mua thì có thể là sang tên ngay hay không, và có thể nhận nhà vào ở hay không ạ? Dạ, khu này bàn giao thì pháp lý hiện tại đang tiếp đồng mua bán, và chủ tư đang làm sổ cho khách hàng á. Thì đặc biệt khu này là có ngân hàng BIDV ở Vietcombank bảo lãnh, nhưng có hỗ trợ cho mình luôn, mình dùng chính cái căn này mình thế chấp á. Vậy là pháp lý là gần như ổn 100% rồi phải không? Và cho Phước Sửu hỏi một tí xíu về cái cách kết nối và di chuyển của khu dân cư này đến trung tâm của quận 7 và trung tâm của quận 1 có dễ dàng hay không? Dạ, khu này hiện tại cái vị trí của nó thì cách chợ Bến Thành quận nhất chỉ có 13 cây số rồi, khoảng cách khá là gần đó. Còn Phú Mỹ Hưng quận 7 thì cách khoảng cỡ 4 cây số. Đây đúng là vị trí quá thuận tiện. Đúng, khu dân cư này là xung quanh đã là khu dân cư hiện hữu ở rất là lâu, rất là đông rồi. Và ở đây có gần những cái chợ dân sinh, và tất cả những cái tiện ích xung quanh chỉ cần một bước ra ra Quỳnh Tân Phát là giống như một bước chân đến ngàn tiện ích, là có tất cả những tiện ích nằm ở đây rồi không Toàn Trần. Đáp ứng cho tất cả các anh chị cư dân và những người đang quan tâm đến dự án của khu đô thị Phú Mỹ Hưng này. Nếu mà quý anh chị mà cần thêm thông tin về khu đô thị này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu. Em Toàn Trần bất động sản á. Thì xóa lại bên dưới nha. Bên mình sẽ cung cấp một cái giỏ hàng cực kỳ hấp dẫn, và để cho anh chị biết được ở đây là những cái sản phẩm hot và đang kẹt tiền, và có thể là đây là cơ hội đầu tư rất hấp dẫn ha. Dạ là. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người.